À, mình xin chào bà con. Hôm nay mình xin giới thiệu cho bà con một cái lô đất này có tổng diện tích của nó là hơn 50 hectare. Trên đất là có cà phê, sầu riêng, vải, xoài. Đất có cái trục đường bê tông là chạy giữa rẫy. Đồng thời cũng có con suối chảy giữa rẫy luôn, ao hồ đầy đủ. Đây. Mình đang đứng ở trên trên đất là nó có cái nhà gác nha bà con. Mình đang đứng ở trên cái gác, cái nhà gác, quay xuống đất cho bà con qua. Đây, đất của mình là nó giáp trên cái đồi này. Nói chung là đất mình là đó, trên đỉnh đó, chạy về phía bên bên trái bên đây. Đó, chạy về phía tay trái bên đây là nó bao luôn cái đồi kia nha bà con. Đó, bao cái đồi đó. Bao hết cái đồi đó. Từ phía dưới này là nó có con suối chảy giữa rẫy, chảy dọc theo rẫy. Rồi, mình tạm thời thông tin sơ qua cái hình ảnh. Bây giờ mình chạy qua cái góc phía bên kia, mình quay lại, quay ngược lại cho bà con dễ hình dung. Đất này, tiện đây mình nói luôn, trên đất này là hầu như là như bà con đang thấy đây, những cây to to đây là sầu riêng nha bà con. Cà phê, sầu riêng mà lớn như vậy đây là nó được 400 cây. Còn sầu riêng mà năm thứ năm được 450 cây nữa. Còn năm thứ ba, thứ hai đổ lại thì tính ra tổng lớn nhỏ là nó khoảng hơn hơn 2.000 cây đó. Phía bên kia cái đồi là nó có được 4 hết cao su nữa nha bà con. Đó, 4 hết cao su nữa. Ngoài sầu riêng, với lại cà phê thì nó có được mấy nghìn trụ tiêu đây nữa nè. Thì đất của mình nó qua tuốt bên cái đồi bên kia nha bà con. Hơn 50 hectare, có thể là gần 60 hectare, lô đất quá rộng luôn. Đây, từ cái vị trí đất của mình là theo cái hướng này là đi ra trung tâm chợ ngã ba ngã tư đồ thì nó chỉ có một cây số thôi nha bà con, đồng thời ra trung tâm huyện luôn, trung tâm huyện Tư Đức thì nó chỉ có 3 cây số thôi. Đó. Đây, đất của mình là có cái trục đường bê tông chạy ngang luôn. Có cây măng cục, măng cục luôn, măng cục có trái rất là tốt luôn. Lô đất rất là đẹp. Sầu riêng này là năm vừa rồi là đã có trái bói nha bà con. Đó. Thì cái số sầu riêng như vậy là được 450 cây. Bên này, cái góc đất bên kia nữa. Nói chung là sầu đẹp lắm.
Đây, sầu riêng cái số mà 450 cây đây nha bà con. Hầu như là hàng lối rõ ràng luôn. Đó. Đó, đất của mình là hơn 50 hectare. Bao hết cái khu vực này. Đó, có trục đường bê tông chạy giữa rẫy, có suối luôn. Đó, ôm qua hết cái đồi bên kia. Trên diện tích cái lô đất hơn 50 hectare này hiện tại có 3 cái nhà. Cháy cháy. Dừng lại. Xuống đi, xuống cái ngay chỗ hồ nè. Đây không chạy. À. Tấp vô đây chứ chạy gì. Tấp chi còn chạy lên kia mà. Ao hồ rộng rãi nha bà con. Ở đây là một trong những cái ao là trên tổng số ao là nó khoảng mười mấy gần 20 cái ao đó. Đó, đất của mình là nó ôm qua lúc bên kia luôn. Đó, cái đồi cao su bên kia là của mình luôn nha bà con. Đó. Đúc cái gì đây vậy? Đây, lô đất của mình 50 hectare là hồi nãy mình quay từ bên kia qua nha bà con.